Rạng sáng ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, chính phủ Hy Lạp đã ra chỉ thị đóng cửa toàn bộ các ngân hàng nước này cho đến ngày 6 tháng 7, đồng thời giới hạn mức rút tiền mặt từ ATM chỉ còn 60 euro một ngày trong bối cảnh khủng hoảng tài chính chưa có lối thoát. Theo hãng tin AFP, thông cáo được chính phủ Hy Lạp đưa ra có tiêu đề Ngân hàng nghỉ lễ đã liệt kê một loạt biện pháp sẽ được áp đặt đối với các định chế tài chính, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7. Thông cáo khẳng định các biện pháp trên được áp đặt cho những đòi hỏi cực kỳ khẩn cấp và không thể biết trước trong việc bảo vệ hệ thống tài chính và nền kinh tế Hy Lạp do thiếu thanh khoản, bắt nguồn từ quyết định của khu vực đồng euro hôm 27 tháng 6 từ chối gia hạn thỏa thuận cho vay nợ đối với Hy Lạp. We'll be right back.